đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu và mua hàng hãy click vào đường link các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ vừa rồi thì sản phẩm ngày hôm nay mình muốn gửi đến đó chính là một chiếc mũ Solen lông cừu mềm phong cách Hàn Quốc nha các bạn. Đây là một dòng sản phẩm được khá là nhiều bạn nữ yêu thích. Khi các bạn sử dụng một chiếc mũ như thế này vừa thể hiện được cái style thời trang của mình, đồng thời giữ ấm cơ thể rất là tốt. Và màu sắc của chiếc mũ này cũng khá là bắt mắt, rất là nhiều cái màu sắc đẹp ha, các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Sử dụng một chiếc mũ để tạo được cái dáng, để thể hiện được phong cách thời trang, đồng thời đảm bảo được sức khỏe, thì đây là một chiếc mũ rất là thích hợp, rất là ok. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một vài chiếc như thế này để về mình sử dụng nha. Thông qua các sàn thương mại điện tử thì mình đã sàng lọc trên Shopee, có một shop yêu thích bán mũ Solen lông cừu mềm phong cách Hàn Quốc này các bạn, cho mùa thu đông năm nay đó. Với đánh giá là 4.9 sao, là hơn 6.000 sản phẩm đã bán rồi. Đặc biệt là giá rất là mềm, chỉ có 36.000 một chiếc mũ thôi. Các bạn còn chần chờ gì nữa, nếu có nhu cầu hãy nhanh tay vào shop này tìm hiểu mua hàng nha. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới, nếu các bạn có nhu cầu hãy click vào đường link các bạn nhé. Đánh giá 5 sao nè, mũ xinh lắm luôn. Mình mua màu be, đội cực hợp mà sáng mặt luôn nha. Giá rẻ nhất Shopee rồi. Đó các bạn thấy không, hình chụp về gửi về rất là cụ thể luôn ha. Đây là một đánh giá 5 sao nữa nè các bạn, đã nhận được hàng mũ siêu ưng hợp giá tiền ha. Mũ mềm xinh, giá rẻ, đóng gói cẩn thận, giao hàng hơi lâu. Nói chung là quá trình mà xử lý đơn hàng thì cũng có thể có những đơn hàng nhanh, đơn hàng chậm, tùy theo quá trình vận chuyển, đặc biệt là cái mùa gần Tết các bạn cũng thông cảm nha. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.